Màn 3, Nam Tân Hợi, năm 951, anh em Hậu Ngô Vương là Nam Tấn Vương cùng Thiên Sách Vương đã có lần xuất quân đến Hoa Lư đánh mà không được. Khi nhà Ngô mất, họ Đinh đánh bại được sứ quân Phạm Bạch Hổ, tức là Phạm Phòng Át, phá được Đỗ Cảnh Thạc, rồi dần dần tiêu diệt được hết các sứ quân còn lại, thống nhất Sơn Hà, lên ngôi hoàng đế năm 968, đặt quốc hiệu là Đại Cầu Việt và mang thân bình đến cho muôn dân. Xin mời quý vị theo dõi sau đây là màn chót của nhạc cảnh Hùng Khí Hoa Lư. Này các anh em, tướng sĩ, Đỗ Đồng Giang, các ngươi đều tài giỏi, sao không đem công sức ra mà giúp dân giúp nước, lại quy đầu làm tôi tớ cho tên giặc họ Đỗ. Cầm mồm, nhà ngươi nói ai là giặc? Ta đây là một đại tướng trung thành của Ngô Triều. Chính nhà ngươi mới là kẻ đầu hàng, đi làm tôi tớ cho nhà họ Đinh. Ha ha ha. Nhà ngươi có mắt mà như mù, có đầu mà không biết nghĩ. Như ta đây, dương cao ngọn cờ đại nghĩa, thu phục hết binh tướng Ngô Triều. Còn ngươi, sao không biết sức mình mà đầu hàng đi? Thế nước ly tán, anh hùng phải biết, từ lập lấy thân, ta với ngươi không thù không oán. Sao lại đem quân đến đây uy hiếp ta? Bẩm chủ tướng, với bọn vì danh vì lợi, ta không thể đem đạo lý ra mà giải thích. Xin chủ tướng ban lệnh tấn công. Tất cả tiến lên! Chào kiếm. Chào kiếm. Chào. Ta Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy vua lấy hiệu là Vạn Thắng Vương, đặt tên đất nước là Đại Cồ Việt. Vạn Thắng Vương. 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 Cứu kiếm. Tất cả cùng chào.